bên HD Station này vay khó lắm anh em à. Thì sự mọi người khi mà những cái công ty này họ đưa ra những cái gói vay dành cho khách hàng á, thì chắc chắn người ta sẽ phòng hết những cái rủi ro có thể xảy ra, hoặc là người ta cũng phải đưa ra những cái yêu cầu, những cái quy định, những cái gạch đầu dòng. Nếu mà khách hàng người ta đáp ứng được tất cả những cái điều kiện đó thì chắc chắn là cái hồ sơ đó được vay là một cách bình thường. Còn nếu khách hàng không đáp ứng được hoặc là không đáp ứng đủ được những cái yêu cầu đó thì cái hồ sơ đó bị từ chối là bình thường. Và đối với những khách hàng mà vô tình những cái bộ hồ sơ nó không được duyệt không được duyệt thì mình sẽ thấy ôi sao HD khó quá. Nhưng mà có những khách hàng người ta được duyệt và được duyệt rất nhiều lần thì người ta sẽ thấy là ôi HD rất là dễ. Nhưng mà đối với những công ty tài chính khác thì mình không biết, nhưng mà đối với HD mọi người, HD luôn đưa ra cho khách hàng những cái chương trình vay rất là ưu đãi, cũng như là cho khách hàng những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, và luôn nhận được từ khách hàng những cái phản hồi rất là tích cực. Nên đó mọi người, khi mà chúng ta đáp ứng được những cái yêu cầu của công ty thì chắc chắn chúng ta sẽ được vay thôi. Mà đối với cái suy nghĩ của Ngọc nè, hầu như một bộ hồ sơ mà dễ được duyệt đó nha mọi người, hầu như á, là thứ nhất á, là mình không có bị nợ xấu, mình không có đóng trễ quá nhiều, mình có dư nợ rất là thấp, hoặc là dư nợ đủ trong cái mức mà bên công ty họ duyệt, hoặc là mình có cái nguồn thu nhập ổn định, mình có một công việc ổn định, rồi cái sản phẩm hoặc là cái gói vay của mình mua nó phù hợp với cái thu nhập của chúng ta. Hoặc là trong cái quá trình thẩm định đó, mình thẩm định rất là trơn tru, mình cung cấp thông tin cho bên thẩm định rất là thật và sự chân thành, cái sự chân thành nó rất là quan trọng nha mọi người. Rồi người tham chiếu không có bị nợ xấu nè, rồi người tham chiếu trả lời cũng khớp với hồ sơ. Có những cái bộ hồ sơ mọi người, khi mà chúng ta đã góp xong rồi á, khi mà chúng ta lên hồ sơ lại để vay tiếp tục hoặc là mua sản phẩm tiếp tục thì chắc chắn nhiều khi nó cũng không có gọi luôn, hoặc là nó duyệt luôn. Thì khi mà những cái bộ hồ sơ nào mà nó hơi hơi có vấn đề hoặc là nó bị trùng một cái thông tin gì đó, và khi chúng ta vay tín chấp thì cái sự uy tín là đúng kiểu là hàng đầu luôn á. Nên á, vay tín chấp là mọi người đừng có để mình bị mất uy tín, và khi chúng ta làm một cái gì đó vay lại trong tương lai thì mọi mọi thứ nó diễn ra rất là dễ và rất là đơn giản, rất là trơn tru. Và nếu bạn không có nằm trong những cái trường hợp mà Ngọc mới kể thì thôi, mình có thể bỏ qua và cho HD cũng như là cho bản thân một cơ hội tiếp theo. Thì mình có thể đi đăng ký vay, hoặc là mọi người ơi, cái mà Ngọc thấy gọi là hơi bí kíp một chút đó là trước khi mà mình muốn vay tiền á, mọi người cứ mình đi mua trả góp những cái sản phẩm nhỏ 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 trước, thử coi thử cái hồ sơ của mình, thường nó sẽ dễ duyệt hơn. Và sau khi mà chúng ta góp xong hoặc là hoàn thiện một hồ sơ đó thì mình sẽ tiếp tục mình vay tiền, hoặc là mình sẽ được nâng hạn mức cũng như là cái hạn mức tín dụng của mình nó sẽ cao hơn đó mọi người. Thì hy vọng là trong tương lai chúng ta giữa HD và bạn sẽ có những cái sự hợp tác thật là dễ thương, thật là đáng yêu, và hãy mở ra cho nhau một cái cơ hội mới. Cảm ơn bạn.